Thân mến chào tất cả quý anh chị em đã đến với video mới nhất của kênh BMT Củ Chi nha. Thì hôm nay mình có một cái âm ly bọc nỉ các bạn. Âm ly này là mình thanh lý từ cửa hàng nha. Thanh lý ở cửa hàng. Cái này là còn rất đẹp luôn. Và hát cũng tương đối tốt. Nói chung hát tốt, mình test kỹ lắm rồi các bạn. Máy zin luôn, gió đẹp. Âm ly này là âm ly bọc nỉ sân khấu giả của Việt Nam sản xuất nha. Thì cái này mình bán với giá là 750.000 bao ship cho anh em luôn. Thì anh chị em nào có xem thì thích thì cứ mua ha. Còn không thích thì cứ xem cho vui, ủng hộ mình nha. Rồi cảm ơn anh em. Thì cái âm ly này là âm ly bọc nỉ sản xuất tại Việt Nam. Thì đa số cái gột nó là đồ giảm không nghe các bạn. Cái gột nó nhiều khi có cái loại vậy luôn, nhưng mà cái gột chỉ có 4 sò thôi. Đó, nhiều khi mua là lầm nặng luôn đó nha. Mua nhiều khi là trúng độc một cái 4 sò là mình hấu hẳn luôn á. Thì cái này trong cửa hàng bán là cái giá là từ 1 triệu 8 máy mới nha. Từ 1 triệu 8 đổ lên đó, tới 2 triệu ngoài. Thì máy âm ly bọc nỉ sân khấu, người thường nhìn vô là người ta tưởng máy tệ nào phải 12 sò đổ lên đó, tệ nào phải 12 sò, 12 sò lớn, 16 sò, 16 sò lớn gì đó. Đó, người thường thì người ta không biết. Nếu cửa hàng mà người ta nói 16 sò thì mình vô mình mua mình cũng phải tin, tại đâu có ai gỡ ra coi được đâu mà biết ha các bạn. Đó, thì nhiều khi mua mấy máy này mình dễ bị lầm nhất. Mấy âm ly bọc nỉ này đa số là dễ bị lầm, cái gột nó đa số là đồ giảm. Đó, nhiều khi tệ hơn là có máy 4 sò luôn, cái gột siêu điểu luôn nha. Đó, còn cái máy này bây giờ tí nữa mình sẽ gỡ ra cho các bạn coi cái nội thất kỹ của nó luôn. Đó, mình bán thì mình gỡ ra mình coi cho các bạn xem hết. Đó, máy thì còn rất là đẹp nha. Đó, do nỉ cũng còn đẹp luôn. Hiệu là Dallas nè. Đó, hiệu Dallas Việt Nam ha. Máy có mạch EQ laser là đánh chỉnh tần số từ tần số thấp đến tần số cao, chỉnh lên cái tiếng nghe rất là chuẩn nha các bạn. Đó, và mạch nó đánh hai kênh riêng biệt, và mid thì 4 cái mid nữa. Nó bo echo nằm ở trên đầu hết rồi. Đó, cái máy thì nó vậy. Đây, để mình quay cái dòng cái hồng luôn. Máy này là máy cũ nha các bạn, nhưng mình đã vệ sinh và kiểm tra từ A tới Z làm đẹp lại cho các bạn luôn. Máy còn đẹp, bao zin, hát tốt đàng hoàng. Một viên nguồn đấy ha. Đó. Máy có quạt giải nhiệt. Thì ai mà xem video này thì cũng góp ý, mình cũng góp ý là khi mà mua âm ly á thì các bạn nên xem cái gột ha. Nhiều khi không xem gột thì mình lầm á. Mua cái giá đội trên trời nhưng mà cái gột thì không thể tin được. Đó. Máy này nhìn ngoại hình rất là đẹp ha các bạn, rất là hầm hố. Đó, mua về mà để trưng bày, hát, nghe nhạc, lưu view chơi họ cũng vui nữa. Nó cũng đẹp. Máy này nói chung cái ngoại hình nó rất là sang. Rồi để bây giờ mình gỡ ra ha. Rồi coi nội thất nó sao. Rồi đây là cái cấu hình của nó ha các bạn. Giờ coi cái cấu hình nó coi sao. Cái máy này là không có cái vỏ của cái máy ly nha. Đó, nó chỉ có như vậy. Rồi nó đúc vô cái vỏ nỉ luôn. Rồi, vỏ nỉ nè. Không có nắp máy ha. Đúc vô để nó gáp cho hạ giá thành xuống cho nó lời nhiều. Cái đồ này là nó gáp càng ít linh kiện càng tốt mà. Rồi bây giờ coi cái gột nó. Máy còn rất là mới nha. Máy này còn zin, chưa sửa chữa. Thì điểm yếu của máy này là tân phô hơi nhỏ, nhưng mà có quạt giải nhiệt. Đó, cái quạt là nó hỏi ngay cái biến áp luôn, quạt khỏi giải nhiệt trực tiếp cho biến áp.
Đó nên chúng ta đánh lo mà cỡ hai tắc gữ, lo 3 tắc con 38 đổ lại là ok. Còn lo 3 tắc con 38 đổ lại nha. Con 38 là 4 lớp luôn vẫn đánh ok. Tại máy này nói chung hát cũng mình test ngon lắm các bạn. Hát nghe nhạc và karaoke tương đối. Máy gia đình xài bình dân thì ok. Đó, nguồn thì nó như vậy. Nguồn qua 4 con diode, nắng vô hai cặp tụ lớn. Tụ này là 10.000 UF 63V màu đen ha. Và mạch cái gle, đó cái gle màu xanh. Máy này 8 sò nha các bạn, 8 sò. Đó, 8 sò, sò là sò Ocean hết. Không biết thấy không đây. Sò là Ocean hết ha. Em lấy nét cho các bạn coi. Đó, sò Ocean. Máy 8 sò mạch zin luôn nha. Nó có 4 điện trở công suất đàng hoàng. Hai con reverb đây. Đó, cặp reverb lái đằng trước. Và tới cặp sò ha, tới dàn sò. Và ngoài ra nó còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tới 7 con transistor nhỏ. Và tới 2 cặp lái reverb. Và tới dàn sò. Nói chung mạch này hát ok nha các bạn, chứ không phải mạch điểu nha. Mạch tạm chấp nhận được. Nó ra tới 4 cổng, 4 đường ra lo. Là hát tới 4 cái lo ha. Quạt giải nhiệt, tăng phô. Tăng phô này không biết bao nhiêu ampe luôn. Mình cũng không có gạch. Tại nó không có ghi ha. Cái này không có cái cầu chữ U nè các bạn. Không có cầu chữ U ha. Nó làm cầu chữ U giả. Không có dây nhờ gì hết. Mạch công suất thì mình bao cái zin luôn. Đó, hát còn ngon lắm. Nói chung máy đẹp như máy mới nha. Chưa qua sửa chữa. Ở đây là bo echo của nó nghe. Echo nằm ở trên hết. Echo 2399. Và 4 cái đường mid ở dưới ha. Nó 4 cái bo mid. Và ngoài ra có thêm một cái mạch EQ laser ở đây. Đó. Mạch này chỉnh cái tiếng âm sắc nó rất là chuẩn. Và cần gạt thì cần gạt loại tốt luôn nghe các bạn. Xài rất là bền. Đó. Cần gạt này loại tốt. Nếu mà cái nào giảm thì mình nó giảm à. Cái này cần gạt xài bền. Chứ không phải cái độ bền không có ha. Đó. Rồi, máy thì cái gột nó chỉ có vậy thôi. Đó, cái vỏ máy rất là cao ha. Vỏ cái nắp cao lắm. Nhưng sao cái tem này gắt mắc bờ. Không biết xé hay sao. Đó, đằng sau nó. Cầm dây điện còn rất mới nha các bạn. Mà dây điện này hình như dây điện cũng không phải xịn lắm. Dây điện gì không biết. Ở đây hơi chối. Đây công tắc nó nằm ở trên ha. Máy này là hát riêng biệt. Tách ra riêng biệt chỉnh hai kênh. Đó. Kênh trái và kênh phải. Và nó chỉnh qua cái phần EQ laser nè. Nó mỗi cụm một bên ha. Đó. Rồi thì mình đã vừa review chi tiết cái nội thất bên trong của cái amply này cho mọi người và các bạn cùng xem rồi ha. Thì mình xin nhắc lại là cái amply này mình bán với giá là 750.000. Là cái giá nói chung cũng giá bình dân nha các bạn, 750.000 thôi. Mình bao ship luôn. Đó. Tiền ship nhiều khi là cả 100.000 ngoài rồi nha các bạn. Ship với công gói là mình chưa tính. Là bán cái giá rất là rẻ luôn. Thì anh em nào mà nếu có xem qua video này thì cảm thấy thích cái amply này và muốn sở hữu nó thì cứ liên hệ mình ha. Mình bán 750.000 bao ship cho anh em luôn.
anh em nào hết thì cứ chốt cái kẹt cho mình 20 hoặc 50 thì gửi địa chỉ thì mình sẽ gói hàng và gửi cho anh em thôi. Rồi video mình tới đây kết thúc nha anh em. Cảm ơn anh em, cảm ơn các anh chị em đã bỏ thời gian quý báu ra để xem cái video này của mình nha. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Xin chân thành cảm ơn. Rồi bye bye và hẹn gặp lại ha. Bye bye.